Mình là Đinh Chí Trung, dự án 100 câu chuyện trẻ em Việt Nam là cơ đồ của mình. Một trăm câu chuyện trẻ em Việt Nam là một dự án ảnh, trong đó nó kể về những câu chuyện đặc biệt của trẻ em Việt Nam trên khắp đất nước. Cứ mỗi bộ ảnh là một câu chuyện có thật. Khu vực này không có nước ngọt lẫn không có điện luôn. Cảnh sinh hoạt buổi tối là chỉ có hai cái đèn pin của gia đình thôi. Con tên gì? Con tên gì? Tên Râm hả? Chào Phi Râm. À, chào Phi Râm. Chào Phi Râm. Chào Phi Râm. Bởi vì cái cuộc sống thiếu thốn như vậy thì chắc chắn là cái tuổi thơ của tụi nhỏ thì nó sẽ thiệt thòi hơn so với những đứa trẻ thành thị. Nhưng mà bù lại mình thấy là tuổi thơ đó lại là một cái tuổi thơ nhiều màu sắc. Đây rồi chú nè.